Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2019 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Hợi sẽ có được hạnh phúc ngập tràn trong ngày thứ tư này khi mà bản mệnh nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình với yêu thương đong đầy trong mắt của người ấy. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng lịch ngày tốt theo dõi ngày sau đây nhé. Tử vi tuổi Tý, Tý Sửu nhị hợp, thứ tư này người tuổi Tý sẽ có được mối nhân duyên mình mong muốn. Bạn lỡ dở bao lâu rồi, chẳng muốn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chỉ cần người ấy gật đầu là sẽ về chung một nhà ngay thôi. Thiên ấn nhập mệnh, con giáp này trở nên quyết đoán hơn hẳn với những lựa chọn của mình. Bạn biết đâu là lý tưởng mình theo đuổi và cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đã định ra từ trước. Trong ngày, công việc của tuổi Tý sẽ có phần bận rộn hơn hẳn, nhưng bản mệnh làm chủ được thời gian của mình và nhanh chóng xử lý những vấn đề còn tồn đọng, được cấp trên tín nhiệm. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, biết tận dụng thời cơ. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, tình duyên như ý. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, nên học cách lắng nghe. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, nhân duyên không chờ đợi. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, dậu, thân, tỵ. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, tuổi Sửu thứ tư này có thể sẽ có nhiều may mắn về tài lộc khi mà thiên tài ghé thăm. Bạn mệnh sẽ có người giới thiệu cho việc làm thêm, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà, chẳng cần tìm kiếm đâu xa. Còn giáp này, nếu làm ăn kinh doanh thì hôm nay hãy nắm bắt lấy từng cơ hội dù là nhỏ nhất, đừng chờ đợi cơ hội làm ăn mới rồi mới ra tay. Bạn sẽ nhận được thành quả đáng ngạc nhiên đó. Thổ khí vượng, sức khỏe của tuổi Sửu trong ngày không được tốt, bản mệnh dễ bị đau bụng, đau dạ dày hoặc các vấn đề về tiêu hóa khi mà mải mê kiếm tiền, không sinh hoạt điều độ. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, sức khỏe suy giảm. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, sinh hoạt thiếu điều độ. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, cần hiểu mình muốn gì. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, kiếp tài xuất hiện trong tử vi ngày 25 tháng 9 năm 2019 của tuổi Dần. Còn giáp này để cho ham muốn mua sắm kéo mình đi quá xa, chi tiêu vô tội vạ khiến cho khoản tiền tiết kiệm bị thâm hụt đáng kể. Bản mệnh cần phải lên kế hoạch tài chính cụ thể cho mình để tránh tình trạng này tiếp tục phát sinh. Bản mệnh biết được điểm yếu của mình ở đâu thì cần phải nghiêm túc sửa chữa ngay. Tuổi Dần trong ngày thứ tư này có dễ nảy sinh mâu thuẫn với người ấy. Mộc thổ bất dung, đôi bên đều có chính kiến của riêng mình, không ai chịu ai, cũng chẳng ai chấp nhận nhường nhịn đối phương. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, tình cảm rạn nứt. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, mâu thuẫn gia đình. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, tiền bạc thất thoát. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, mùa sắm hoang phí. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, thu không đủ bù chi. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đen, vàng, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, hôm nay tuổi Mão sẽ cần phải đưa ra những quyết định của riêng mình. Tỷ kiên cho con giáp này động lực để đi đến tận cùng con đường, thành công không bao giờ dành cho những người muốn dễ dàng. Mộc thổ xung khắc, chuyện tình cảm của con giáp này vẫn chưa được như ý. Bản mệnh mong muốn đối phương thông cảm và thấu hiểu cho khó khăn của mình nhưng lại không muốn mở lòng chia sẻ. Ai cũng có những mối bận tâm của riêng mình, dù là cần thiết đến đâu thì cũng chẳng thể nào có năng lực thân giao cách cảm. Bạn cần phải tâm sự chia sẻ thì đối phương mới có thể hiểu được. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, nhân duyên chưa tới. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, công việc ổn định. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, nhiều chuyện cần quyết định. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, đừng tự cho mình là đúng. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn,
Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, tuổi Thìn biết mình đang làm quá mọi chuyện lên nhưng chưa biết phải xuống nước như thế nào. Cục diện tương phá như rào cản, không cho bạn sửa sai. Tuy nhiên, lời gây tốt chỉ nhắc nhở con giáp này, nếu bạn không nhanh chóng giải quyết vấn đề thì thời cơ vụt mất và bạn sẽ đánh mất thứ còn quan trọng hơn cả chút sĩ diện hão của mình đó. Chính tài đảm bảo cho con giáp này có được thu nhập ổn định từ công việc chính. Dù chỉ là một việc thôi, nhưng tuổi Thìn không phải lo lắng quá nhiều về chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hỏa, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Thìn, thổ, chớ nên lỡ cơ hội. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, tiền bạc dồi dào. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, công việc ổn định. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, có nguồn thu vững vàng. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. Tử vi tuổi Tỵ, xem tử vi thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2019. Tỵ Sửu bán hợp, con giáp này hoàn toàn có thể có được hạnh phúc chỉ thuộc về riêng bản thân mình, bản mệnh biết mình đang vô cùng may mắn. Có những thứ nếu đã mất đi thì chẳng bao giờ có thể tìm lại được. Nhưng may sao tuổi Tỵ đi đường vòng quay lại vẫn có thể tìm thấy thứ chân quý nhất của đời mình. Đó là tình yêu của người ấy dành cho. Thương quan nhắc nhở bản mệnh cần phải tập trung hơn vào công việc. Những chú rắn yêu vào thì quên hết mọi chuyện và chẳng nhớ là mình cần phải làm gì trước, việc gì sau mới phải. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, công việc bất ổn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, nhầm lẫn lung tung. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, tình duyên như ý. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, có được may mắn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, nên biết lắng nghe. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. Tử vi tuổi Ngọ, hôm nay cục diện tương hạ có thể dẫn tuổi Ngọ đi đến những quyết định sai lầm. Bạn cứ ngỡ rằng mình chỉ đơn giản là cảm mến đối phương, nhưng thực ra bạn đã trao trọn trái tim cho người ấy rồi. Khi phải đi xa khỏi người mình yêu, con giáp này sẽ cảm nhận được sự nhung nhớ khôn nguôi. Bạn mà không nhanh chóng thay đổi quyết định thì có để đây sẽ là điều bạn hối tiếc cả cuộc đời. Thực thần cho lộc, con giáp này có thể sẽ nhận được nhiều sự chú ý nhờ việc làm ăn phát đạt. Hôm nay, tuổi Ngọ buôn may bán đắt, lợi nhuận từ về tăng lên đáng kể so với bình thường. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, tiền bạc không phải là nỗi lo. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, tình cảm rất mẻ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, nhận ra sai lầm. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, nên chớp lấy thời cơ. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, đừng để mình hối hận. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường cam, hồng, quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. Tử vi tuổi Mùi, Sửu Mùi tương xung, xem tử vi thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2019, người tuổi Mùi cảm thấy bất mãn khi mọi chuyện đều do đối phương quyết định. Bạn thấy mình không có bất cứ tiếng nói nào trong mối quan hệ này. Bình thường, bạn mệnh vốn quen nhường nhịn nên để cho đối phương làm những điều mình thích. Nhưng bạn cũng có giới hạn của riêng mình và không muốn bản thân bị coi thường. Thiên tài độ mệnh, con giáp này nhờ nghề tay trái mà tăng được thêm khá khá thu nhập cho mình. Tuổi Mùi chăm chỉ, hay làm nên mọi người được quý mến và giúp đỡ không ít nhiều đâu. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, tiền bạc dồi dào. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, tình cảm rạn nứt. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, mâu thuẫn căng thẳng. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, cần cứng rắn hơn. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường nâu, cam, quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Tử vi tuổi Thân, xem lịch âm dương với người tuổi Thân, hôm nay mọi chuyện dường như trở nên suôn sẻ, bất ngờ. Chính quan hộ mệnh, con giáp này chỉ cần làm mọi thứ đúng theo kế hoạch đề ra là sẽ đâu vào đó hết cả. Bản mệnh cũng sẽ nhận được lời tỏ tình từ phía người khác phái. Chẳng là thổ dưỡng cho kim, nhân duyên vượng, đào hoa khoe sắc nên khả năng thu hút người khác phái của bản mệnh cũng tăng lên. Tuổi Thân hãy bình tĩnh để lựa chọn người phù hợp với mình, đừng bị hoa mắt bởi những thứ hào nhoáng. Hãy nhìn sâu vào tâm hồn của đối phương để biết được vị trí của mình đến đâu.
Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, cần cân nhắc kỹ càng. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, đừng quá vội vàng. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, cần phải bình tĩnh. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, hạnh phúc đang tới gần. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Xem tử vi thứ tư của 12 con giáp, tuổi Dậu có được sự trợ giúp của tam hợp cục nên đường tình duyên suôn sẻ thuận lợi tới bất ngờ. Bản mệnh có cơ may gặp gỡ với người tâm đầu ý hợp, dễ nên duyên hạnh phúc. Với các bạn đã có đôi, những mâu thuẫn trước đó nhanh chóng được hóa giải. Sau giông bão thì tình yêu dường như còn mãnh liệt hơn, có lẽ đã sắp tới lúc mà đôi bên quyết định về chung một nhà. Thiên quan cảnh báo về những nguy cơ thất bại trong công việc khi mà bản mệnh chưa thực sự tập trung hết mình. Bạn có thể sẽ bị cấp trên nhắc nhở bởi những sai lầm không phải do mình gây ra. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, tinh duyên như ý. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, gặp chuyện không may. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, cần nắm bắt cơ hội. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường bạc, vàng, quý nhân phù trợ Tị, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất. Hôm nay người tuổi Tuất cảm thấy chán nản và thất vọng vì những tổn thương sâu sắc trong chuyện tình cảm. Tuất Sửu tương hình, con giáp này không mong muốn như vậy nhưng không có cách nào ngăn cản. Đối phương bị kích động, nói ra những lời tuyệt tình khiến cho bản mệnh cũng không thể kiềm chế nổi mình. Đôi bên cùng công kích lẫn nhau, tình cảm bao lâu trong phút chốc bị rạn nứt phũ phàng. Chính tài là điểm sáng trong ngày, khi mà gặp thất bại trong chuyện tình cảm thì con giáp này vẫn còn đường tài lộc rực sáng là nơi để bầu víu vào. Bạn tìm thấy niềm vui trong việc làm việc và kiếm tiền. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, tài lộc dồi dào. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ, tình cảm rạn nứt. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, mâu thuẫn bất đồng. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, cần kiềm chế hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, hãy tập trung làm việc. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Xem tử vi thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2019, người tuổi Hợi sẽ có được hạnh phúc ngập tràn trong ngày thứ tư này khi mà bản mệnh nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình với yêu thương đong đầy trong mắt của người ấy. Hợi Sửu tương hội, bản mệnh biết mình đang có được điều quý báu trong tay, không phải lúc nào cũng có thể nắm giữ được hạnh phúc lớn đến vậy, cần hết sức trân trọng giữ gìn như con mắt của mình. Chính ấn ở bên, đường công danh tài lộc của bản mệnh đang trên đà thăng tiến, con giáp này tập trung hết sức cho công việc, cả thời gian rảnh nếu cần cũng dùng để làm việc mà chẳng hề tính toán gì. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, công danh thăng tiến. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, tình cảm dần phát triển. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, chăm chỉ làm việc. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, cống hiến hết mình. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, trân trọng hạnh phúc. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ Tí, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.